Chào em đi đâu? Cho em lên Vincom. Ok. Chờ em đến đấy xong ấy thì anh chờ em xử lý xong việc, xong hãy chờ em về đây nhá. Vậy là em đi 2 lượt, mỗi lượt là 100, tổng là 200. Em miễn phí cho em thời gian chờ nhá. Ok, đi đi anh. Bực ơi là bực. Ủa, sao em lại bực vậy? Anh có điều gì làm em không hài lòng à? Không phải, em đang bực người khác. Vậy à? Đây, anh nghe xem có tức không nhá. Chuyện là sáng nay em qua Vincom mua cái váy này. Chuyện chẳng có gì cho đến khi em về em check hóa đơn. Tính tiền sai cho em à? Đúng rồi. Không được, làm ăn sợi láo nháo thế nhở. Cái tiền mồ hôi nước mắt của người ta mà lại tính nhầm. Thì đấy, anh xem cái váy này là 510.000. Thế mà trên hóa đơn lại thu là 500.000. Anh bảo có tức không có chứ? Thế là em được chứ họ có được cái gì đâu. Tự dưng em được giảm 10.000, thế thì có gì mà tức? Không tức làm sao được. Họ làm thế mà coi được à? Trông em như thế này mà còn họ bớt cho 10.000 à? Rồi cái chuyện này mà đồn ra ngoài nhá, người ngoài người ta không biết, người ta lại tưởng là em ăn không ăn hỏng của người khác 10.000. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Anh nghĩ chắc cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Sao lại không quan trọng? Việc liên quan đến nhân phẩm, danh dự của em mà anh lại bảo là không quan trọng à? Thế giờ em tính sao? Còn làm sao nữa? Giờ em lên đấy trả cho họ 10.000. Vậy là em bắt taxi anh đi, chỉ để ra đó trả cho họ 10.000 thôi hả? Trên đời này nhá, em kín nhất là người khác hiểu là mình, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Tự nhiên là mình mất công mất việc. Bực ơi là bực. Tức chứ, là anh em cũng bực. Mà bây giờ ấy, em đi ra cửa hàng ấy mà chủ đấy đông nhân viên, em lại là con gái một thân một mình, nhớ đâu chúng nó lại không nhận thêm 10.000 của em thì sao? Em cũng đang nghĩ chuyện đấy đấy. Anh tính thế này, em đọc cho anh cái địa chỉ cái gian hàng ấy đi, anh đi ra anh trả tiền cho em. Anh là đàn ông ấy, nó dễ nói chuyện. Thế thì cảm ơn anh nhá. Đây 10.000 của họ đây, địa chỉ là tầng 6, gian hàng Drama Fashion. Bây giờ ấy, em đứng đây chờ anh nhá, anh đi tí anh về thôi nhá. Dạ vâng ạ. Đúng là một người đàn ông tốt. A few minutes later. Anh về ở đây. Anh ơi, thế nào rồi ạ? Họ có nhận không? Nhận chứ, anh đi, làm gì có chuyện họ không nhận. May quá, em cảm ơn anh nhá. Bây giờ em cảm thấy thoải mái, dễ chịu quá anh ạ. Dễ chịu rồi à? Thế được rồi, mình đi thôi nhỉ. Đi đâu ạ? Thì đi lên Vincom. Em chả bảo là anh chở em lên Vincom còn gì. Mà anh trả tiền cho em rồi, em còn lên đấy làm gì nữa? Anh ngáo thật đấy. Thì thôi, em cảm ơn anh, em đi trước nhá. Em đi đi. Đi nhá.